qua mốc 11.000 đô la Mỹ, chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong hơn một năm trở lại đây, chưa bao giờ Bitcoin và thị trường tiền ảo lại cho thấy những dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ đến vậy. Tỷ giá đồng Bitcoin tính đến ngày thứ hai đã tăng vượt ngưỡng 11.000 đô la Mỹ và duy trì ổn định tính đến sáng nay ngày 25 tháng 6. Đây là lần thứ hai Bitcoin vượt qua mốc 11.000 đô la Mỹ trong 3 ngày, với lần đầu tiên được ghi nhận sáng thứ bảy ngày 22 tháng 6. Đó cũng là mức cao nhất của Bitcoin trong suốt 15 tháng đa tăng trưởng đáng kinh ngạc của Bitcoin và thị trường tiền ảo được các nhà đầu tư đánh giá là chịu sự tác động lớn của hai yếu tố. Một là từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và hai là do Facebook vừa mới ra mắt đồng tiền ảo mới có tên Libra. Thực tế cho thấy chỉ khi xảy ra hai diễn biến trên, giá thị trường của Bitcoin mới bắt đầu khởi sắc trở lại. Điển hình như việc đã tăng hơn 2.000 đô la Mỹ kể từ thời điểm Libra chính thức được giới thiệu. Tới năm 2020, khi Libra chính thức được mở bán, giá của Bitcoin thậm chí có thể điên rồ hơn nữa. Cùng với đó, giá vàng cũng tăng cao liên tục trong những tuần gần đây, lên mức cao nhất kể từ 2013. Điều này khiến Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thậm chí có thể buộc phải cắt giảm lãi suất để ngăn chặn sự chậm lại trong nền kinh tế Mỹ, và Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng sẽ làm điều tương tự. Theo Google Trend, tỷ lệ lượng người tìm kiếm về Bitcoin tại thời điểm hiện nay chỉ tương đương khoảng 10% so với năm 2017, thời điểm chúng tạo nên cơn sốt. Ngoài ra, đường truyền blockchain của Bitcoin cũng đang đạt tốc độ giao dịch cao nhất kể từ trước tới nay với trên 65 triệu TH một giây. Chưa kể các yếu tố bảo mật của Bitcoin cũng đang trở nên hoàn thiện hơn bao giờ hết, đồng nghĩa với việc sẽ không có một sức mạnh nào có thể làm ảnh hưởng tới mạng lưới hoạt động của chúng. Tâm lý của phần đông nhà đầu tư tiền ảo cũng đang trở nên cởi mở hơn bao giờ hết, vì Bitcoin thực sự cho thấy nó đã sống sót qua giai đoạn hiểm nghèo và đang trở lại một cách mạnh mẽ. Dẫu vậy, một số nhà đầu tư khác vẫn giữ quan điểm dè dặt, cho rằng Bitcoin cần chứng minh nhiều hơn nữa, cũng như tính ứng dụng của nó vào các dịch vụ mua bán, giao dịch để khẳng định nó là nơi trú ẩn an toàn thay vì chỉ là một kênh đầu tư thời vụ.